Xin chào các khán giả đến với kênh YouTube BLV Trần Hùng. Hôm nay sẽ là rất nhiều thông tin boxing hấp dẫn. Mâu thuẫn dâng cao ngút trời trước trận đấu Ryan Garcia với Devin Haney vào cuối tuần này. Wilder thề đánh bại Zhang Zhilei để đối đầu Joshua. WBC có chiếc đài vô cùng đặc biệt cho trận đấu Fury Usyk. Trước khi bước vào nội dung, anh em đừng quên bấm like video, bấm đăng ký nhận thông báo để không bỏ lỡ các clip mới và bấm tham gia để trở thành hội viên ủng hộ kênh phát triển. Còn bây giờ xin mời vào nội dung chính. Devin Haney với Ryan Garcia mâu thuẫn dâng cao trước cuộc đối đầu. Devin Haney sẽ bảo vệ danh hiệu siêu nhẹ WBC của mình trước đối thủ quen thuộc Ryan Garcia tại trung tâm Barclays ở Brooklyn, New York. Mới đây, trong cuộc face-off tại tòa nhà Empire State, căng thẳng được đẩy lên mức độ cao hơn trước rất nhiều. Những lo ngại về sức khỏe tâm thần của Ryan Garcia vẫn tồn tại sau nhiều hành vi thất thường và việc lên mạng xã hội nói nhiều vấn đề không liên quan đến cuộc chiến kể từ khi đồng ý đấu Haney. Trước đây ở nghiệp dư, cả hai đã chạm trán 6 lần, mỗi người thắng 3 trận. Nhưng thay vì tạo ra sự tôn trọng lẫn nhau, điều đó lại góp phần khiến họ căm ghét nhau hơn. Trong cuộc họp báo quảng bá cho trận đấu, cha mẹ của Garcia đã cáo buộc Bill Haney, cha và là huấn luyện viên của Devin Haney, là một tên ma cô. Trên mạng xã hội, Garcia cũng xúc phạm gia đình Haney. Devin Haney từng bày tỏ lo ngại rằng đối thủ của anh sẽ bỏ trận đấu vì những lý do tâm lý bất ổn. Haney đến cùng đội ngũ an ninh cực kỳ nghiêm ngặt của họ trong cuộc đối đầu tại tòa nhà Empire State, còn Garcia chỉ tham dự cùng với cha mẹ và huấn luyện viên Derek James. Cả hai sau đó đã có màn đối đầu căng thẳng, xúc phạm lẫn nhau. Việc Ryan Garcia lặp đi lặp lại câu nói "Mẹ mày đâu rồi đồ khốn" đã khiến Haney không giữ được bình tĩnh, xô đẩy Garcia. Bill Haney, bố của Devin Haney cũng không giấu nổi sự bức xúc và cho rằng sẽ bảo con trai mình kết liễu Ryan trên võ đài. "Tôi gửi Haney đến để giết nó", Bill Haney nói. "Nó không biết tôn trọng, nó báng bổ tôn giáo, nó sẽ bị kết án và tôi sẽ sai con trai tôi kết liễu nó. Việc nó ký thi đấu với Haney là tự sát, đó sẽ là vụ thảm sát vào ngày 20 tháng 4. Tất cả chỉ vì sự thiếu tôn trọng. Đó sẽ là một sự hủy diệt. Đó không phải là đánh đập mà sẽ là sự hủy diệt, giống như Ivan Drago đã nói trong phim Rocky vậy. Nếu nó chết, hãy cứ để cho nó chết." Sau đó khi mọi chuyện đã lắng bớt xuống, Haney nói chuyện với phóng viên để đưa ra những suy nghĩ gây tranh cãi về tình trạng hiện tại của Garcia, giống như Haney từng chia sẻ khi cả hai gặp nhau tại cuộc họp báo đầu năm. "Khi gặp tôi thì nó vẫn còn say rượu. Tôi sẽ tiêu diệt hắn vào tối thứ bảy. Tất cả các bạn sẽ thấy. Nó vẫn còn say từ tối hôm trước. Thế giới sẽ chứng kiến tôi vạch trần thằng ngốc này. Đó là một thằng hề, một kẻ lừa đảo, và nó là thằng ảo." Nhà vô địch WBC còn nói thêm, "Nó không coi trọng trận đấu, còn tôi là một người chuyên nghiệp, tôi sẽ cho nó thấy." Khi được hỏi liệu mình có tức giận nếu không thể knock out Ryan Garcia hay không, Haney nói thêm, "Tôi sẽ rất buồn nếu không làm được như vậy." Cũng liên quan đến họp báo trong một trận đấu đỉnh cao, sau cuộc họp báo gần đây công bố trận đấu giữa Artur Beterbiev với Dmitry Bivol, ông chủ của Mushroom, Eddie Hearn, đã đưa ra một số bình luận gây sốc về trận đấu này. Cuộc chiến này là một trong những trận đấu được mong chờ nhất năm cho đến nay và là cuộc đụng độ đỉnh cao giữa hai võ sĩ ưu tú. Tất cả 4 danh hiệu lớn trên thế giới sẽ là phần thưởng lớn nhất dành cho Bivol có thể có sau những chiến thắng trước Gilberto Ramirez, Saul Canelo Alvarez và Lyndon Arthur trong 3 trận đấu gần nhất của anh. Còn Beterbiev là nhà vô địch thế giới duy nhất có tỷ lệ hạ gục 100% sau khi đánh bại Callum Johnson, Callum Smith, Anthony Yak và nhiều người nữa. Nói chuyện với phóng viên, Hearn tiết lộ những gì anh nghĩ về Beterbiev sau cuộc họp báo. "Tôi thấy Beterbiev hơi kiêu ngạo. Đó có thể là do rào cản ngôn ngữ. Nhưng bạn biết đấy, chúng tôi đang cố gắng gạt đi mọi rắc rối để mang đến cuộc chiến này. Và tôi đã nói với Dmitry Bivol rằng, hãy đánh bại anh ta đi. Tôi thực sự tin rằng Dmitry sẽ thắng. Nhưng đây sẽ là một đêm khó khăn, bởi vì Beterbiev rất xuất sắc. Anh ta là một kẻ man dợ, sẽ làm cuộc chiến không khoan nhượng." Khi được hỏi liệu Bivol có thể hạ gục được Beterbiev không, Hearn cho biết Beterbiev đã từng bị đánh ngã trước đó rồi. Callum Johnson đã đánh ngã anh ta. Mọi người đều có thể bị tổn thương. Tôi mong đợi Dmitry sẽ đạt được đẳng cấp cao nhất. Sự khó chịu của Eddie Hearn và Artur Beterbiev cũng là điều dễ hiểu. Vào đầu năm nay, Beterbiev đã knock out một võ sĩ khác của Eddie Hearn là Callum Smith. Trước trận đấu đó, Eddie Hearn tin rằng Callum Smith sẽ tạo ra bất ngờ và tất cả sẽ thấy Beterbiev bị hạ gục. Còn bây giờ sẽ là thông tin liên quan đến trận đấu giữa Fury và Usyk. Ngày 18 tháng 5, cũng tại Ả Rập Xê Út sẽ chứng kiến cuộc đối đầu đỉnh cao nhất của hạng nặng, nơi mà Usyk và Fury thống nhất tất cả các đài.
Chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt này, WBC đã tạo ra một chiếc đài hoàn toàn mới dành riêng cho ngày 18 tháng 5. Các danh hiệu WBC, WBO, WBA, IBF và Ring Magazine đều sẽ có mặt trong trận chiến hoành tráng vào ngày 18 tháng 5 tại Ả Rập Xê Út. Đã lâu lắm rồi, không có nhà vô địch tuyệt đối trong khoảng 25 năm, nhưng điều đó sẽ kết thúc khi hai võ sĩ bất bại này đặt cược tất cả để đi tìm vinh quang. Fury đang tìm cách lấy lại phong độ tốt nhất của mình trong trận chiến sau một đêm khó khăn bất ngờ trước Francis Ngannou. Usyk gặp ít vấn đề hơn trong 3 trận đấu gần đây nhất. Tất cả đều gặp các võ sĩ người Anh. Anh hai lần đánh bại Anthony Joshua để giành rồi bảo vệ 3 danh hiệu lớn và sau đó hạ gục Daniel Dubois vào tháng 8 năm ngoái. Người đứng đầu Hội đồng Quyền Anh Thế giới WBC Mauricio Sulaiman đã tiết lộ chiếc đài WBC đặc biệt trong cuộc họp báo công bố trận đấu Dmitry Bivol với Artur Beterbiev ngày 1 tháng 6, cũng tại Ả Rập Xê Út. Điều đáng nói về chiếc đài đặc biệt này được chính chủ tịch Mauricio Sulaiman tiết lộ. Chiếc đài đã được Giáo hoàng Francis ký tên và ban phép. Giáo hoàng còn ví trận đấu Fury Usyk giống như một trận chiến giữa cầy Mangus với rắn hổ mang. Cầy Mangus nhỏ hơn nhưng cuối cùng đã đánh bại rắn hổ mang. Không biết Giáo hoàng Francis có ngụ ý rằng Usyk sẽ đánh bại Fury trong cuộc chiến ngày 18 tháng 5 hay không, nhưng rõ ràng là những gì đẹp và vinh dự nhất đang được xây đắp cho cuộc chiến này. Hai tay đấm hạng nặng thượng thặng khác, Deontay Wilder cho biết trận đấu với Anthony Joshua sẽ được khởi động lại sau khi anh đánh bại Zhang Zhilei. Deontay Wilder nói rằng anh chắc chắn 90% trận đấu với Anthony Joshua sẽ xảy ra trong tương lai. Võ sĩ hạng nặng người Mỹ sẽ có trận so găng với Zhilei Zhang vào ngày 1 tháng 6, 6 tháng sau thất bại sốc trước Joseph Parker. Trận thua Parker đã làm hỏng kế hoạch đấu với Joshua, nhưng Wilder khi trao đổi với báo giới vẫn tự tin khẳng định: "Trận đấu giữa tôi với Joshua là điều mà người hâm mộ chờ đợi và tôi khẳng định 90% trận đấu đó sẽ diễn ra." Joshua và Wilder đều thượng đài trong cùng một đêm vào tháng 12 năm ngoái tại Ả Rập Xê Út. Trong sự kiện ngày phán xét, cả hai dự kiến gặp nhau vào tháng 4 năm 2024. Nhưng trái ngược với màn hủy diệt của võ sĩ người Anh trước Otto Wallin, rồi sau đó là cựu vô địch UFC Francis Ngannou, thì Wilder lại chật vật sống sót sau 12 hiệp với Parker và để thua bằng quyết định tính điểm. Wilder, 38 tuổi cho biết trận thua một phần là do anh đã rời xa sàn đấu quá lâu trước khi so găng với Parker, nhưng cho rằng mình sẽ trở lại đường đua tranh đài vô địch bằng một trận thắng lớn. Wilder nói về Joshua: "Tôi đã nói về việc thượng đài với AJ nhiều lần trước đây. Sẽ thật tiếc nếu trận đấu này không thể xảy ra. Ngày 1 tháng 6 sẽ là đêm đó, trận chia đó. Tôi sẽ đánh gục Giang và khiến thế giới phát điên. Và chúng ta bắt đầu lại. Wilder đấu với Joshua. Hãy đem đến cho người hâm mộ trận đấu mà họ luôn mong muốn." Và đó là tất cả những gì có trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn đừng quên bấm like video, bấm đăng ký nhận thông báo để không bỏ lỡ các clip mới trên kênh. Và bấm tham gia để trở thành hội viên ủng hộ kênh phát triển nhé. Hẹn gặp lại trong các clip sau.